Em xin chào toàn thể quý anh chị. Và sáng hôm nay em sẽ đi lại con đường Cộng Hòa, đường Hoàng Hoa Thám và khu dân cư ở quanh chợ Hoàng Hoa Thám nha anh chị ơi. Và trước mặt em là khung cảnh của ngã ba mũi tàu anh chị, ngã ba mũi tàu Trường Chinh. Trường Chinh và con đường Cộng Hòa nha anh chị. Ok, và bây giờ thì em mời anh chị cùng đi từ con đường Cộng Hòa, Trường Chinh. Chúng ta sẽ đi vào, đi lần lượt các cái khu trong cái khuôn viên chợ Hoàng Hoa Thám anh chị. Đầu tiên thì em vào đây đổ xăng xíu anh chị nha. Em vào đổ xăng xíu rồi nè. Ok, vào đổ xăng xíu ở đây nào. Ok, và bây giờ thì chúng ta cùng đi trên con đường Cộng Hòa anh chị. Cái đoạn đường này thì cũng khó mua bán anh chị ơi. Khó mua bán lắm anh chị. Ở đây thì có một cái gara ô tô đóng cửa rồi nè anh chị. Đây cái gara ô tô thấy không? Cho thuê nè, đóng cửa rồi anh chị. Gần như cái khu này họ đổi chủ liên tục anh chị ạ. Thấy dân cư đông gì đó, nhưng mà thuê mấy tháng năm là họ đóng cửa đổi chủ. Và bây giờ Sài Gòn là khoảng 9 giờ sáng anh chị. 9 giờ sáng cái giờ này mọi người bắt đầu đang trong quá trình đi làm, cho nên đường phố Sài Gòn lúc này khá là đông anh chị ơi. Và đặc sản của Sài Gòn anh chị biết là gì không? Đặc sản Sài Gòn chính là kẹt xe anh chị. Có thể kẹt vào bất cứ giờ nào, nhưng mà trong khoảng thời gian này kinh tế khó khăn, doanh nghiệp, cơ sở mua bán lớn nhỏ họ đóng cửa, cho nên cái này một phần người dân họ về quê, một phần thì họ không có việc làm, cho nên là đường phố thì phần nào cũng vắng đi một ít so với lúc trước dịch anh chị ạ. Cái đoạn này là cà phê muối gì đó, cà phê muối Chú Long anh chị, bán khá là đông khách luôn. Bây giờ em đi ra giữa đường nha, ra giữa đường đi cho nó mình có được không gian rộng rãi hơn. Đây là tòa nhà Ethau 1, Ethau 2, Ethau 3, Ethau 4, Ethau 5 anh chị. Cái tòa nhà văn phòng lớn nhất ở Sài Gòn anh chị. Đây là khu tòa nhà văn phòng lớn nhất Sài Gòn ở đây.
Đây là con đường ấp Bắc anh chị ơi. Em sẽ đi vào đây chút xíu nha. Đây là ấp Bắc, mà đi theo cái đường này thì chúng ta sẽ ra được cái cổng sau của trung tâm tòa nhà văn phòng cho thuê này anh chị. Ở khu này thì phần lớn bán quán cà phê, quán ăn nè, rồi karaoke. Mà bây giờ karaoke thì như là họ chưa mở cửa lại nữa anh chị. Cho nên khu này bây giờ phần lớn là quán ăn, quán cà phê rồi anh chị ạ. Ok, chúng ta còn đi vào lại chút xíu anh chị ơi. Anh chị thấy kinh khủng không? Tòa nhà văn phòng dân họ đi làm anh chị. Vào đây chính là cái khu trí thức không anh chị ha. Thì trình độ thấp thấp ở đây phải trung cấp. Bây giờ trung cấp cũng không ai người ta học, để học là để học để liên thông thôi anh chị. Chứ bây giờ thì phần lớn là cao đẳng, đại học và trình độ trên đại học. Những ai mà làm văn phòng thì buộc phải học như vậy thôi. Còn ai làm lao động tay chân thì khác, ok. Bây giờ em sẽ đi vào con đường này, chính là con đường núi Thành anh chị nè. Con đường núi Thành. Ok, đây là con đường núi Thành nha anh chị. Ở đây có tòa nhà văn phòng cho thuê nè anh chị. Trong khu này là nhà của đại gia không anh chị ha. Nhà cao, cửa kính, tường. Đó, cây cối mát mẻ quá anh chị ạ. Đường núi Thành nha anh chị. Còn ra đây thì chúng ta sẽ gặp con đường gì đây? Ra ngoài đây thì chúng ta sẽ gặp con đường Bầu Bàng anh chị. Đường đây là ngã ba của con đường Bầu Bàng và con đường núi Thành nha anh chị. Ok, ra tới đây thì chúng ta đã ra lại được đường con đường Cộng Hòa rồi nè anh chị nè. Đường Cộng Hòa. Ok, chúng ta sẽ cua vào con đường Bình Giả nha anh chị. Đây là con đường Bình Giả anh chị ạ. Ok, Bình Giả thì nó sẽ lưu thông ra tới con đường Trường Chinh. Trường Chinh và Đồng Xoài nha anh chị. Đây là phường 13, quận Tân Bình anh chị ạ. Phường 13, quận Tân Bình, con đường Bình Giả. Ok, con đường Bình Giả. Mình ra tới đây là gặp con đường Trường Chinh nè anh chị. Thì từ con đường Trường Chinh thì em không biết là có nên đi theo con đường Đồng Nai, Đồng Xoài hay không đây. Đây, ra tới đây chúng ta ra tới Trường Chinh rồi nè anh chị nè.
rồi tới đoạn này là chúng ta gần tới đường Hoàng Hoa Thám của chợ Hoàng Hoa Thám anh chị ha. Ôm trái nào, ôm trái để chúng ta vào chợ Hoàng Hoa Thám nào. Đây rồi, con đường Hoàng Hoa Thám đây rồi anh chị ơi. Ok, trước mặt chúng ta đó là chợ Hoàng Hoa Thám. Thì lúc trước chợ Hoàng Hoa Thám có rất nhiều cây xanh anh chị, và gần đây gió mưa cho nên là họ sợ, họ cũng cưa đi bớt rồi anh chị. Gần như là trước chợ không còn cây xanh nào nữa anh chị à. Ok, do trong chợ thì có dù nhiều quá anh chị, mình vào bên trong không được, cho nên em sẽ xin phép đi hai bên thôi nha anh chị. Đây chúng ta đi hai bên đường này thôi. Thì bên ngoài đây là cái vùng ven, họ tận dụng mặt tiền nhà bán anh chị. Chứ bây giờ mình chạy vào bên trong chợ thì không được, dù đó là nó chặt quá chặt rồi. Đây là em coi đây là hẻm nào đây. Đây là hẻm 15/43 Hoàng Hoa Thám chị ơi. Hẻm 15 Hoàng Hoa Thám nha anh chị. Ok, con hẻm 15 Hoàng Hoa Thám anh chị à. Và bây giờ chúng ta cũng là đi một phía sau, đi cổng sau luôn anh chị nhé, đi ra những con đường phía sau chợ, không biết có đi được hay không đây. À, khâu này thấp quá anh chị ơi. Sau này thấp quá anh chị, thôi em đi sẽ đi ra lại con đường Hoàng Hoa Thám nha anh chị. Cam này, cam hôm nay là 13 đến 15 ngàn một ký anh chị. Rồi bánh mì heo quay nè, ăn bông nè. Bơ thì bây giờ có giá là 12 đến 15 ngàn một ký sống đó anh chị. Còn măng cục thì 50 đến 60 ngàn một ký anh chị à. Măng cục chín á, thì 50 đến 60 ngàn một ký. Còn mít thì 12 đến 25 ngàn một ký. Có loại mít mới bây giờ thì khoảng 35 đến 45 ngàn một ký. Rồi, trước mặt chúng ta đã là chợ Hoàng Hoa Thám anh chị ơi. Rồi, trước mặt chúng ta là chợ Hoàng Hoa Thám nha anh chị. Chợ Hoàng Hoa Thám thì cũng giống như các chợ khác thôi anh chị. Bây giờ trong lòng chợ đó anh chị, những cái sạp trong lòng chợ bây giờ rất là ế ẩm anh chị. Một là rất ế ẩm, hai là họ đóng cửa hết rồi anh chị. Ế ẩm và đóng cửa, đóng sạp luôn anh chị à.
đầu này là con đường Đồng Xoài anh chị nè, đường Đồng Xoài chạy ra thẳng đường Cộng Hòa đó anh chị. Ok, và bây giờ em sẽ đi vào khu em sẽ đi vào cái khu này anh chị nha, khu quân đội nha anh chị. Đường Nguyễn Minh Hoàng anh chị nha, em sẽ đi vào khu này nha. Đường Nguyễn Minh Hoàng anh chị nè, đây. Thì khi mà thực dân Pháp chiếm đóng nước ta anh chị, cái khu này là khu căn cứ quân sự của thực dân Pháp anh chị ạ. Trung tâm triển lãm quận Tân Bình anh chị, lúc đó chính là nghĩa trang công giáo của thực dân Pháp anh chị. Còn cái khu mà chúng ta đang đi đây chính là cái khu đựng năng đựng cái kho như là kho năng lượng, kho vũ khí đồ của thực dân Pháp anh chị ạ. Cái khu này là trống trơn luôn. Cái khu này là không có nhà nhưng bây giờ anh chị, cái khu đó họ chỉ rào, xây hàng rào và làm căn cứ quân sự ở đây. Chứa dầu, chứa năng lượng, vũ khí các kiểu là nằm trong khu này hết anh chị. Đây là cái khu cây rợp bóng mát của phường 10 của quận Tân Bình. Để em coi, đây là hẻm Nguyễn Minh Hoàng anh chị nè. Thì phần lớn người trong khu này là nhà giàu anh chị ha, và cũng là tầng lớp cán bộ anh chị, cán bộ. Thì bây giờ em sẽ đi vào trong khu, trong đây sẽ là có của chung cư này là của quân đội anh chị. Trong cái khu này chúng ta thấy là có quy hoạch rõ ràng anh chị ơi. Do ngày xưa ở đây là một mảnh đất trống anh chị, mảnh đất trống sau này thì quy hoạch thành khu dân cư, chính là có quy hoạch cho nên là đường xá giống như ô bàn cờ vậy anh chị, nhìn giống như cái ô bàn cờ, có từng ô đường xá thì cũng vuông vắn thẳng thớm. Trong đây thì người ta có nhà, người ta bán quán ăn, quán cà phê và làm văn phòng cho thuê. Chứ còn buôn bán lẻ, buôn bán hàng hóa thì chắc khó bán chị ha. Ok, chúng ta cùng đi vào trong đây anh chị nè. Trong này em nhớ là có một cái khu chung cư. Đây anh chị, đây là khu chung cư nè anh chị. Để em coi chung cư đây là có tên là gì đây. Đây, trong này chung cư nè anh chị, trong này cây xanh bóng mát anh chị ha. Thì chung cư này cũng hơi cũ, nhưng mà được cái là nó thấp anh chị, cho nên là nó có cũ kỹ chút xíu, nhưng mà nó vẫn là khá an toàn hơn nhiều chung cư khác. Bởi vì nó thấp, nó gánh trên mình không quá nhiều cái nặng anh chị, không có nặng lắm ha. Thì có 1, 2, 3, 4 anh chị, 4 lầu tất cả anh chị ạ.
trong đây có sân tennis nữa nè anh chị. Ồ, trong đây mát quá anh chị ha. Sáng chỗ đây chúng ta có ông bà nè, cha mẹ và có các con nhỏ anh chị, thì sống trong khu này khá là lý tưởng anh chị ha. À, sáng giờ thì bản thân chúng ta và gia đình chúng ta có một cái khoảng không gian mát mẻ sạch sẽ để vui chơi, để tập thể dục anh chị. Cuộc sống người dân trong đây khá là tương đối là khá là dễ chịu anh chị ha. Sáng đang ngồi dưới cây xanh uống cà phê, nói chuyện chơi, nói chuyện xong rồi chúng ta cùng đi làm. Khu chung cư trong đây em nhớ là khu này dành cho cán bộ quân đội anh chị. Và anh chị có thông tin nào thêm của khu này thì em mời anh chị comment dưới video để cho em và quý khán giả cùng biết nha anh chị ơi. Cái khu này thì lâu lâu em mới vào chứ em không vào thường xuyên, cho nên là em không rõ lắm, với lại là anh nãy em cũng không có hỏi. Đó, ra đây chúng ta là bắt gặp những cái con đường bàn cờ, những quán cà phê rất là mát mẻ anh chị, đường C18 anh chị. Con đường C18 là con đường song song với đường Cộng Hòa nha anh chị. Ở đây có rất nhiều là cái nhà văn phòng hoặc tòa nhà văn phòng, cho nên những quán cà phê này là nơi gặp gỡ của dân kinh doanh, rồi anh em văn phòng tới liên hệ công tác làm việc. Quán cà phê đây rất là mát anh chị. Ồ chà, cây xanh quá là mát anh chị ha. Đây là con đường A4 anh chị. A4 phường 12 quận Tân Bình. Trong đây thì cũng có một cái lô chung cư anh chị. Để em đi xung quanh lô chung cư này coi. Ở đây không phải lô chung cư mà đây là cái nhà. Những căn nhà liền kề với nhau anh chị. Trong đây là những căn nhà liền kề với nhau anh chị ha. Trong đây có quán cà phê nè, san sát nhau luôn. Rồi quán cà phê nào cũng đông khách cả anh chị. Giờ ở đây quá là mát luôn anh chị ơi. Cái con đường này thì chúng ta sẽ ra được con đường OK, và nãy giờ em đã đi sơ sơ qua khu này rồi. Và nếu anh chị nào muốn quay lại một cái điểm nào ở trên con đường này, anh chị comment dưới video cho em nha.
em sẽ đi quay lại cho anh chị xem sau. À, cái này em nhắc là cái này ra đường Nguyễn Thái Bình anh chị ơi. Ơi dừng rồi. Đây là con đường Nguyễn Thái Bình nha anh chị. Nguyễn Thái Bình nè, bây giờ chúng ta cùng đi ra đường Trường Chinh. Là em xin được kết thúc video tại đây anh chị ơi. Video của em cũng khá là dài rồi. Và rồi em có đi qua cập nhật cuộc sống của người dân ở xung quanh chợ Hồn Hoa Thám nha anh chị. Rồi em xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc cho anh chị và gia đình của mình lúc nào cũng